Thị trường bảo hiểm Việt Nam là một thị trường đại dương xanh, là một thị trường vô cùng tiềm năng. Bảo hiểm bảo vệ mọi người trước những rủi ro trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người lại nói rằng bảo hiểm khó lắm, tỷ lệ thất bại rất cao, không làm được đâu. Bảo hiểm lừa đảo, bảo hiểm rủi ro lắm, tôi không chơi đâu. Tại sao lại có nhiều luồng ý kiến như vậy? Đâu mới là đúng? Rốt cuộc bảo hiểm là như thế nào? Các bạn thân mến, tôi đề cập đến những ý kiến trên là vì bảo hiểm đã có mặt ở Việt Nam hơn 20 năm rồi. Do sự khai thác thị trường không đúng cách đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều, tiêu cực, hiểu nhầm, thậm chí hiểu sai về ngành bảo hiểm. Để khắc phục tình trạng trên, một trong những sứ mạng của VNFA đó là tạo ra một môi trường kinh doanh bảo hiểm lành mạnh, công bằng, với những cơ chế chính sách phù hợp với mọi người, giúp mọi người có thể vừa tìm hiểu thấu đáo về bảo hiểm, vừa có thể phát triển kinh doanh bền vững trong nền tảng VNFA. Video này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cơ chế chính sách, về lộ trình phát triển của các thành viên tại VNFA các bạn nhé. Đầu tiên là về cơ chế hoạt động. Cơ chế hoạt động của VNFA được xây dựng dựa trên một triết lý kinh doanh đặc biệt, đó là mọi thứ đều thuộc về cộng đồng. Điều này được thể hiện rất rõ qua ba khía cạnh. Thứ nhất, đó là quyền lực không thuộc về một ai mà thuộc về cộng đồng. Các bạn thân mến, khi các bạn lên đến vị trí BM trở lên, các bạn đã trở thành một người lãnh đạo của hệ thống. Các bạn có quyền đại diện đội ngũ của mình để tham gia vào hội đồng BNFA, để cùng nhau đóng góp, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, như là đóng góp hoàn thiện chính sách, điều chỉnh quy tắc hoạt động hoặc bầu cử ban điều hành và những vấn đề khác. Thứ hai, BNFA không phải là tài sản của một ông chủ nào cả, mà đó chính là một tài sản chung, tài sản của tất cả những ai đóng góp, góp phần xây dựng nên nó. Cụ thể là hệ thống mà bạn xây dựng được thì đó chính là tài sản của bạn. Bạn có quyền thừa kế hoặc chuyển nhượng cho một ai đó theo đúng nguyên tắc mà hội đồng VNFA đã thống nhất. Thứ ba, công ty VC Holdings và công ty Business là đại diện pháp nhân có 3 chức năng chính như sau. Chức năng thứ nhất, đó là liên hệ ký kết với các công ty bảo hiểm nhằm đưa sản phẩm về để phân phối trong cộng đồng VNFA. Chức năng thứ hai, đó là quản trị hệ thống, cung cấp các dịch vụ về nền tảng công nghệ cho cộng đồng. Chức năng thứ ba, đó là phân chia thu nhập theo chính sách do cộng đồng đã thống nhất và đúng theo quy định của pháp luật. Chúng ta đã tìm hiểu qua về cơ chế, thật tuyệt vời phải không các bạn? Vậy thì chính sách sẽ như thế nào? Các chính sách đã tạo nên sự khác biệt của BNFA so với các công ty khác trên thị trường như sau. Thứ nhất, đó là không áp lực cao về doanh số. Thứ hai, đó là doanh số tích lũy toàn đội vốn, cộng dồn và không reset theo thời gian. Thứ ba, lên cấp, không hạ cấp và đặc biệt là không tách nhánh. Thứ tư, có thể phân phối nhiều sản phẩm của nhiều công ty khác nhau. Thứ năm, hệ thống bạn xây dựng được thì mãi mãi là của bạn, đó chính là tài sản của bạn. Bạn có quyền thừa kế hoặc chuyển nhượng. Và cuối cùng, khi bạn lên đến vị trí lãnh đạo, bạn sẽ có cơ hội trở thành cổ đông của công ty. Đây chính là điểm khác biệt lớn so với các công ty khác trên thị trường. Đây là chính sách có 102, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người làm bảo hiểm. Bởi vì, thứ nhất, với chính sách không áp lực về doanh số sẽ giúp cho các thành viên chủ động hơn, linh hoạt hơn trong việc sắp xếp thời gian và lên kế hoạch để làm việc. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ Marketing Data Center sẽ hỗ trợ tìm kiếm khách hàng trên toàn quốc, làm việc online mọi lúc, mọi nơi, thì tất cả mọi người, dù là mẹ bỉm sữa hay nhân viên văn phòng, vẫn có thể thành công từ con số 0 về bảo hiểm. Chính điều này đã giải quyết được thực trạng 95% người làm bảo hiểm bỏ cuộc sau 2 năm làm việc. Thứ hai, ở bảo hiểm truyền thống,
Các nhánh bạn đã dành nhiều thời gian hỗ trợ, đến khi phát triển lớn mạnh thì lại tách ra. Điều này vừa tạo cho bạn áp lực phải phát triển nhánh mới liên tục, vừa bất công với công sức bạn đã bỏ ra để hỗ trợ các nhánh đó phát triển. Chính sách không hạ cấp, không tách nhánh của BNFE nhằm giải quyết những bất cập này, đồng thời giảm thiểu được những tình huống cạnh tranh không lành mạnh, giúp cho các thành viên thắt chặt tình đoàn kết và tương trợ lẫn nhau trong toàn bộ cộng đồng. Thứ ba, đó là sự đa dạng về sản phẩm sẽ giúp các thành viên có góc nhìn đa chiều hơn trong việc đánh giá các công ty và các sản phẩm bảo hiểm. Từ đó, có thể lựa chọn và tư vấn các sản phẩm phù hợp nhất cho khách hàng. Thứ tư, với chính sách, hệ thống của bạn là tài sản của bạn. Đó chính là mô hình doanh nghiệp trong lòng doanh nghiệp, giúp các thành viên có thể yên tâm xây dựng sự nghiệp kinh doanh hướng đến tự do tài chính. Chính sách cổ đông công ty là ghi nhận sự đóng góp của các thành viên trong cộng đồng. Cả hai chính sách này đều cho thấy sự công bằng và mong muốn của BNPE trong việc tạo động lực và cảm hứng cho tinh thần dân chủ của ngành bảo hiểm Việt Nam. Và cuối cùng là lộ trình phát triển của các thành viên tại BNPE. Khi mới bắt đầu tham gia cộng đồng, bạn có thể là một khách hàng thông minh hoặc làm bán thời gian với những vị trí như sau: vị trí AA, cộng tác viên; vị trí FA, nhân viên kinh doanh; vị trí BUM, tiền trưởng nhóm. Ở những vị trí này, bạn sẽ phải kết nối những khách hàng hoặc những thành viên mới vào cộng đồng. Sau một thời gian làm việc, đội ngũ của bạn đã đủ lớn. Lúc này, bạn cần nhiều thời gian và công sức để hỗ trợ hệ thống. Sau một thời gian làm việc, bạn sẽ trở thành quản lý hoặc lãnh đạo tại BNPE với những vị trí như sau: UM, trưởng nhóm; BM, trưởng ban; và BDM, giám đốc kinh doanh. Sự nghiệp của bạn đã bắt đầu từ đây. Ngoài ra, khi lên đến vị trí UM, bạn có thể gia nhập đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp hoặc trở thành một giảng viên của Học viện BNPE. Để chinh phục hết tất cả các vị trí trên, việc đầu tiên là bạn hãy theo dõi hết 6 video tìm hiểu về BNPE dành cho người mới bạn nhé.